chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và thông báo ở màn hình dưới tài khoản của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn từ cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn chuyện một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. gia đình người khổng lồ ở Bạc Liêu mỗi ngày ăn hết 6kg gạo. Chiều cao dành dàng vượt trội của những thành viên trong gia đình đặc biệt ấy đã gây ấn tượng mạnh với những ai lần đầu gặp mặt. Từ hưởng chiều cao đặc biệt từ cha mình, bà Trần Thị Láng, 62 tuổi, ấp 12 xã Vĩnh Hậu A, Hòa Bình Bạc Liêu bảo rằng với chiều cao khoảng 2,1m của bà vẫn thấp bé nhẹ con nhất so với những người anh em trong nhà. Chồng bà, một người đàn ông cũng có dáng chuẩn nhưng kém bà đến tới 40cm trong số 8 người con của vợ chồng bà, một nửa mang dáng hình của cha và một nửa là của mẹ, cao lớn đến kênh càng. Bởi dáng vóc khổng lồ ấy mà gia đình bà đã chịu nhiều thiệt thòi khổ cực. Ngôi nhà nhỏ mái lập Pro xi măng của gia đình người khổng lồ Trần Tị Láng nếp mình ven con đường liên xã Vĩnh Hậu A, Hòa Bình Bạc Liêu. Bước vào nhà ấn tượng đầu tiên ập vào mắt chúng tôi là khung cảnh sinh hoạt nghèo khổ. Ngôi nhà chỉ dừng 25m2, dựng trên nền đất, vách lá đơn sơ, Bước qua cửa nhà, ngay phía bên trái là chiếc giường cũ kỹ được đóng bằng cành cây, án ngữ phía bên phải là chiếc giường gỗ cũ bẩn. Trên chiếc giường đó, bà láng nằm trên rỉ, bởi trở trời, đôi bàn chân của bà đau nhức. Gượng ngồi dậy tiếp khách, bà thở một cách mệt nhọc, từ từ kể lại về cốc tích khổng lồ của mình. Từ hàng trăm năm trước, tổ tiên tôi vượt biển đến định cư nơi đây, bề ngoài của họ so với người dân bản địa đã khác trội. Họ điều cao lớn, phạm vỡ khác thường, Đến đời cha tôi, ông cao hơn 2 mét, nặng gần 100 kg, được mệnh danh là người bự còn nhất Bạc Liêu. Có lần công tử Bạc Liêu Trần Minh Huy biết tiếng đã cho người gọi cha tôi tới, cùng đi tham dự cuộc đấu xảo, hội chợ triển lãm trên Sài Gòn. Trong hội chợ ấy có phần thi ai là người cao to nhất. Lần ấy cha tôi thua cuộc bởi khi đo chiều cao, do quen lao động nặng nhọc, lưng cha tôi cụ đi không thẳng lên được, bị thua người ta có 1cm. Bà láng nhớ lại, Bà kể rằng ông Trần Văn Hên, cha bà, sinh được 8 người con, tất cả đều có chiều cao ngoại cỡ. Trong số những anh chị em của mình, bà láng dù có chiều cao khoảng 2,1 mét, vẫn được xem là thấp bé nhẹ cân nhất nhà. Chiến tranh loạn lạc, cuộc sống khó khăn khiến cho anh chị em của bà tạng mát mỗi người một nơi. Đến giờ bà vẫn không biết những người ruột thịt của mình sinh sống như thế nào. Người em thứ tư Trần Văn Khén, sống cùng huyện là bà còn biết đến. Cuộc sống của ông Khén cũng rất đáng thương. Thời trai trẻ ông hãnh diện vì thân hình đồ sộ tráng kiện của mình, thì mấy chục năm về sau, cuộc đời ông đầy ải trên giường bệnh vì sự nông nổi kệ sức khỏe. Một lần bất chấp đánh cường ông vác chiếc thùng phi chứa 300 lít dầu đưa lên vai, nhưng bỏ xuống sai tư thế, sức nặng khiến ông bị chấn thương cột sống, nằm liệt một chỗ mấy chục năm ròng. Kể chuyện xong, người em ba lại ho khùng khục khi kể chuyện đời mình. Mấy chục năm trước thời con gái vì thân hình ngoại cỡ, chuyện yêu đương của bà cũng gặp nhiều trắc trở. Trước chiều cao của bà, đám trai làng chỉ dám đứng từ xa, chứ không dám lại gần vì mắc cỡ bởi chỉ đứng đến vai bà. Tới năm 19 tuổi, đi về chưa có người đón đưa, qua may mối, cha mẹ bà ương gả cho chàng trai nghèo Lê Văn Sụa. Bà tâm sự, vợ chồng bà vốn là một cặp đặc biệt trời sinh. Ông Sụa tuy lớn hơn bà 3 tuổi, nhưng lại thấp hơn bà tới 40cm. Mỗi khi có dịp ra đường, vợ chồng bà thường bị trêu chọc là hai chị em. Vợ chồng bà sinh được 8 mặt con, 4 trai 4 gái. Trong số đó 4 người con có chiều cao trung bình giống cha, 4 người có chiều cao ngoại cỡ giống mẹ. Không được may mắn như bà, những người con mang thân hình quá khổ của bà cũng có tình duyên long đông, chẳng được thuận chèo mắt mái. Thương nhất là Lê Văn Lem, 30 tuổi, con thứ năm của bà. Lem từng yêu một người con gái ở Vĩnh Hưng, Bạc Liêu. Thấy anh to khỏe, lao động khỏe gấp đôi người thường. Gia đình cô gái gọi anh lại ở, với lời hứa chịu làm công trong 3 năm sẽ gả con gái cho. Sau 3 năm làm quần quật, Lem nhắn gia đình vay mượn mang lễ Phật tới cầu hôn. Gia đình nhà gái lật lòng chối từ. Từ đó, Lem bỏ về quê theo ghe tàu, làm thuê biển biệt ngoài biển. Thỉnh thoảng anh ghé về nhà đưa cho cha mẹ ít tiền để thuốc thang ghi đau ốm. bên ngoài cao lớn vượt trội đã khiến cho các thành viên gia đình bà láng sống trong nhiều mặt cảm. Con gái Úc Lê Thị Bé Thu, cao tổng ngỗng, cứ thấy người lạ là trốn ngặt ở buồn chẳng dám hé mặt ra ngoài. Trong số những đứa con khổng lồ nhưng nhút nhát ấy, đáng thương nhất là Lê Văn Lắm, 32 tuổi, là người con thứ tư, là người khiến cho vợ chồng bà lo lắng, thấp thỏm, âu lo từng ngày. Lắm cao trên 2 mét, thân hình lực lưỡng như một gốc đại thụ. Chính vì thế, các cánh hát địa phương hay lợi dụng thân hình kinh công của anh để thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, hay diễn xuất trước công chúng nhưng Lắm bị chứng tự ái, hãy có ai trêu chọc là y như rằng anh đòi tự tử. Nhiều lần lắm tự tử, mà nhờ người dân phát hiện cuộc sống kịp thời có lần giận khán giả, anh ta lợi bộ 7 ngày từ thành phố Cần Thơ về tới Bạc Liêu. Trước Tết, lắm bỏ nhà đi biệt xứ, vợ chồng bà láng thương con mà không có lộ phí đi tìm. phải lại với sức khỏe đi không vững của vợ chồng bà lúc này, muốn đi tìm con cũng lực bất tòng tâm. Mỗi lần nghe tin đâu đó có xác chết, vợ chồng bà lại giật mình thon thót, lo cho đứa con chờ đầy. Trong khi bà láng khật khư kể chuyện, bên chiếc giường đối diện, ông rùa cũng trên trĩ mệt mỏi. Mấy ngày nay trở trời, ông lão 65 tuổi hết đau lưng, lại nhức hai bàn chân. Có đêm đau quá, ông không tài nào chợp mắt. Bà láng bảo nhà bà bệnh tật hết trơn. Ngày xưa vì con cái nhau nhóc. Có đợt đói ăn quá, bà đi bán máu lấy tiền mua gạo. Cứ tuần một lần bán máu. Về già sức khỏe suy kiệt, cuộc sống của các con bấp bên, ăn bữa nay lo bữa mai khiến cho vợ chồng bà không nguôi lo lắng. Ông sùa than thở, tội nghiệp lũ con tôi lắm. Cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy gia đình tôi. Vợ chồng nghèo chẳng đưa nội các con ăn học, duy nhất có con bé Ánh Hồng, Nguyễn Thị Ánh Hồng còn thứ hai là được học hết lớp 3. Số con bé cũng khổ, hồi nhỏ vợ tôi sinh con ra, người ta thấy tay chân nó dài khác thường liền xuống vợ chồng tôi cho con đi, không thì xui xẻo. Rồi nghe theo nhà tôi cho các bé, cho con bé cho vợ chồng họ Nguyễn Trung Huyện, may mà năm 24 tuổi nó tìm về với vợ chồng tôi. Trong số những người con dị thường của mình, vợ chồng bà Láng mới dựng vợ gã chồng được cho ba người, năm người còn lại vẫn sống chung với ông bà trong căn nhà chật hẹp, chẳng có nổi một thứ gì đáng giá. Hàng ngày các thành viên trong gia đình bà đi làm thuê mừng mướn, cô gái út ngày ngày đi gặt đồ thuê, làm cỏ thuê kiếm vài chục ngàn đồng. Bốn người con trai còn lại thì Lê Văn Lắm tính tình thất thường, đã bỏ nhà đi biệt tích, chưa biết sống chết ra sao. Ba người con trai còn lại làm thuê cho các chủ ghe. Bà láng thang thở, mấy đứa con tôi ăn khỏe lắm, mỗi ngày ăn hết 6kg gạo lần, chúng làm thuê thu nhập thất thường lắm. Mùa tháng 6, tháng 7 hay gió bão thường phải nhịn đói một hai ngày. Trước đây, Ngôi nhà của gia đình bà là một chiếc giò tí hon rách nát. Vào tháng 4 năm 2012, căn giò quá dột nát, gia đình bà chạy vậy, vay mượn khắp nơi được hơn chục triệu đồng cất lại căn nhà hiện tại. Bà láng tâm sự, đến nay bà vẫn mang khoản nợ hơn 2 triệu đồng, mỗi ngày đóng 20.000 đồng tiền lãi. Bà láng cho biết vợ chồng tôi già yếu, mừng hết nổi rồi, mấy đứa con thì thất học, công việc bấp bên làm hoài không đủ ăn, nợ nần biết bao giờ trả nổi. Vợ chồng bà lão nghèo đến mức, mảnh đất cắm dùi cũng không có, nên đất căn nhà bà đang ở cũng là đất chăn đê. Cán bộ đây đều nhắc nhở nhiều lần, cho mũi lòng không nở. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.